Xin chào, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của tôi và lại là tôi đây, Top 1 Xin đây. Thì như các clip trước, tôi đã hướng dẫn cho mọi người nối trang bị và bảng ngọc và cũng hướng dẫn cho mọi người luôn nối di chuyển cơ bản nhất của Xin rồi. Thì tôi được nhận rất nhiều kiểu bình luận là con Xin có đánh được trên danh cao không? Con Xin có đánh được ở bậc danh nối di chuyển đấy được có được hiệu quả trên danh cao không? Và khi nối trang bị bảng ngọc đấy có phù hợp để đối đầu với các vị trí sốc đam không, có các vị tướng sốc đam không? Thì clip này thì tôi đang đánh ở trên mức danh đó là 1K6 đỉnh cao, và 1K6 đỉnh cao thì cũng được tương đương được với, nói chung là cũng tương đương được với mức danh ở chiến tướng ở bên bên trên bên danh rồi. Nói chung là nếu mà các bạn ở trên danh cao quá thì cái đấy thì lúc đấy thì các bạn ấy đã có tư duy di chuyển cao rồi. Còn cái hướng dẫn này của tôi thì tập trung và chủ yếu tầm chiến tướng trở xuống thôi. Các bạn nào mà tập chơi Xin thì các bạn có thể tham khảo các clip của tôi. Chứ mọi người nếu mà mọi người bảo hướng dẫn chơi Xin mà mọi người bắt tôi hướng dẫn ở trên các cái bậc danh quá cao thì nó cũng ở trên đấy thì nó cũng khác so với cả các bậc danh của hầu hết các bạn đang xem hướng dẫn tôi hướng dẫn chơi con Xinet này nha. Nên là mong các bạn nào mà các bình luận như thế thì các bạn xem, thì các bạn ở bậc danh như chẳng hạn 7, 8, 90 sao thì các bạn bỏ qua nha, các bạn có thể không qua clip của tôi cũng được. Rồi ở giữa thì thanh niên trận đấu này thì đối đầu với thanh niên Ngộ Không, thì mới đầu phát thanh niên Ngộ Không bị bắt luôn được thanh niên Rat bên mình rồi. Đẩy đẹp này, đẩy hay này, bắt luôn thanh niên Elsu rồi nha. Từ lướt vào đây đánh được vào Elsu. Ui nó đập đau hết ta, trời ơi Elsu nó bắn mình chết luôn. Ô hai cha te hay kìa, cố gắng lên mạng cũng không được rồi, hay rồi. Nói chung là một đổi hai, một rừng đổi đế, một SB và một rừng bên địch cũng là gọi như là hòa, cũng được gọi như là hòa rồi. Thì với cái trận đấu này thì mọi người nhìn đấy cho chúng ta thấy đó chính là vị trí đi rừng của tiếm địch là con mài Ngộ Không. Ngộ Không này nếu mà dành cho các bạn nào mới tập chơi ấy, thì cái kèo này cũng được gọi là kèo khó. Nếu mà các bạn nào mà chưa sử dụng chưa cuối kiểu đủ nhanh tay, các bạn đối đầu với Ngộ Không các bạn chỉ cần được cái là các bạn sử dụng chưa cuối tốt thì nó sẽ gọi là kèo này thì nó khá là dễ nha. Cái kèo này thì các bạn hoàn toàn có thể sang ép được tướng, ép Ngộ Không ở sớm được. Bởi vì khi Ngộ Không ở level gọi như là trước phút thứ 10 thì hoàn toàn Ngộ Không chưa thể nào là một phát cho mọi người đập một phát mọi người được hai gậy một phát chết luôn đâu, trừ khi nó quá xanh thôi, trừ khi kiểu tem mình nó quá fit thôi. Còn đâu nếu mà bảo Ngộ Không ở trước phút thứ 10 mà đập hai gậy một phát chết thì hầu như là tôi thấy chưa thấy được quả Ngộ Không nào mà làm được cái kiểu đấy nhanh như thế được. Nói chung là mọi người nếu mà mọi người gặp Ngộ Không ấy, kể cả các bạn nào mà gặp Ngộ Không mà đánh kiểu mọi người mà thấy Ngộ Không đập nhanh ấy thì mọi người hoàn toàn có thể spam chiêu cuối. Nếu mà mọi người xác định vào pha đấy là sẽ bắt Ngộ Không nha thì các bạn hoàn toàn có thể spam chiêu cuối. Khi spam chiêu cuối ấy, các bạn Ngộ Không chỉ cần làm sao các bạn đập không hai gậy chết là được thôi, là các bạn có thể ăn được nó rồi. Đấy thanh niên Ngộ Không này thì làm sao mà ui đấy, trời ơi chạy luôn này, chạy đi đâu đó mọi người thấy chưa, đập hai gậy không thể nào chết được, nhưng mà thanh niên Aoi này sẽ chết thay nha. Ui đau hết, còn bài Kahi nó xả chiêu cuối đau dã man luôn. Đó nó là cái khắc chế duy nhất của Ngộ Không thôi, chứ con bài Ngộ Không thì nó cũng khá là dễ chơi, khá là dễ kèo, dễ đối đầu. Các bạn nếu mà chơi Xin thì tôi khuyên thật là các bạn nếu mà chơi Xin ấy, tập chơi Xin ấy thì nên gặp những cái kèo Ngộ Không này các bạn nên big Xin hơn, nên 100% là big Xin để cho các bạn có thể luyện cho mình đó là cái tốc độ nhanh để bấm chiêu cuối, để sau này các bạn như chẳng hạn ví dụ các bạn đối đầu với các vị trí như Pain này hoặc là con bài Batman này, tất cả các vị trí sốc đam này thì các bạn có thể dễ dàng có thể sử dụng và counter nó dễ hơn nha. Thành nhiên này chạy được đi đâu mà Murat ăn luôn mạng rồi đó, cướp luôn cho mình đó là con bùa đỏ đó mọi người thấy chưa. Nói chung là với con bài Ngộ Không này thì ở đầu game thì nó cũng không quá là khỏe, nên là mọi người cứ tự tin mà chơi thôi. Ở tầm đầu game và giữa game thì mọi người tự tin mà chơi thôi. Bởi vì Ngộ Không thì nó phải có đồ cơ, con Ngộ Không là phải có 1-2 đồ chí mạng cơ thì nó đập chí mạng mới ra nổ ra liên tục được. Còn các bạn nào mà có thể thấy khó quá thì các bạn có thể nên một cái đó, như trận đấu này thì các bạn có thể nên cái giáp hiệp sĩ, giáp cấp 2 của cái khiên thức truyền ấy, xong rồi các bạn farm một lượng đồ ổn định rồi thì các bạn có thể bán nó đi
Và các bạn nên full đam bình thường. Rồi, thanh niên eo xuôi chạy đi đâu được. Đó, mọi người thấy chưa? Chúng ta vẫn cứ áp dụng cái chiến thuật là ganh đường tà thần rồi xuống đường rồng đó. Nó hoàn toàn nó vẫn có thể sử dụng được cái chiến thuật này nha, ở trên bậc danh ổn định nha. Danh cao thì nó sẽ chiến thuật này nó sẽ dễ hơn luôn đấy. Trời ơi, đây là thanh niên cũng không làm gì đây, triple kill rồi. Đó. Danh cao thì thường như mọi người sẽ thấy thanh niên bạn Thên ở team tôi, top Thên đánh khá là tốt luôn. Khi danh cao mọi người gặp những cái vị trí mà gọi là top với cả SB mà đánh hay này thì mọi người thấy không? Áp dụng chiến thuật này nó còn dễ hơn là ở danh mức danh bình thường, mức danh thấp. Mức danh thấp thì nó sẽ liên quan, các bạn chỉ cần lưu ý này, ở danh thấp thì các bạn tập trung vào đẩy trụ, còn danh cao thì các bạn cứ chơi theo cái gọi là lối di chuyển cơ bản ấy thôi. Danh cao thì các bạn cứ di chuyển cơ bản thôi, còn đâu mà danh cao thì các bạn sẽ tập trung làm sao mà farm ổn định nhất, còn danh thấp thì các bạn cứ tập trung lấy trụ thôi. Lấy trụ là sẽ tự dưng là sẽ được vàng thôi. Còn danh cao thì các bạn cứ tập trung mà tối ưu cái lượng tài nguyên nhanh nhất có thể là được. Và kiểu khi có SB mở giao tranh thì các bạn có thể đánh theo SB là hiệu quả nhất. Đó. Rồi, như cái trận đấu này thì khá là dễ thôi. Ở trên kia thì SB tôi chơi quá là hay thì làm sao thanh niên cũng không này. Out, 3 level, ăn làm sao được. Đó, mọi người thấy chưa? Đập làm sao được, chết tôi được. Chết làm sao được của tôi. Rồi, mạng truyền thuyết luôn rồi. Đó, kèo ngẫu không này thì nó gọi là kèo dễ thôi. Còn con Sinet ở trên danh... Còn cái vấn đề con Sinet đấy, có sợ sốc đam không? Thì hoàn toàn là không nha. Con Sinet này nó không phải là tướng sợ sốc đam đâu. Mọi người có chiêu cuối hoàn toàn các bạn thể out được sốc đam. Các vị trí mà các vị tướng mà out kiểu sốc đam một nhịp ấy, thì mọi người hoàn toàn có thể tự tin và có thể ăn được kèo đó nha. Còn nói chung là mọi người cứ cố gắng mà đánh full chí mạng đây thì nó sẽ ui à, làm gì đây, ui mấy thanh niên này tính làm gì đây, à ui đuổi luôn à, đuổi thì chết nha bạn ơi, đuổi ai đây, hai mạng thanh niên Kahi này nữa, ba mạng huyết tế, nhưng mà thanh niên Elsu chạy mất tiếu luôn rồi, thanh niên ấy chạy nhanh quá nhỉ. Ui hay kìa. Đó, còn tiếp tục là thanh niên Zuka này, pha này thì Zuka không có chiêu cuối thì Zuka cũng không thể nào làm gì được mình đâu. Bởi vì hơn 4 level, 3-4 level này thì Zuka cũng chỉ là con gấu cầm kiếm thôi. Cũng là chỉ con gấu cầm đà cầu bóng thôi. Rồi, clip đến đây là kết thúc rồi. Mọi người có thể, nếu mà thấy hay thì có thể share xin một like, subscribe nha. Các bạn có yêu cầu tôi làm về clip về vấn đề gì thì các bạn có thể bình luận ở bên dưới nha. Và hẹn mọi người ở các clip tiếp theo. Tạm biệt và cảm ơn mọi người đã coi hết clip. Bye bye.